Dạ, con kính chào cả nhà. Cô Nhi chào các con. Hôm nay cô Nhi xào mì, mì vàng. Mì sợi đó con. Không phải mì gói, mà mì vàng. Cô xào một đậu hũ này, cô đã cắt mỏng và cô chiên rồi. Chiên và cắt mỏng chứ. Cái này là cần tây, hoặc là các con làm cần lá. Ở Việt Nam thường có cần này. Hôm nay mình ăn gia vị đổi đổi một chút. Nấm đùi gà mà cái cây nấm lớn quá, cô làm có nửa cây vậy thôi. Các con làm một cây cũng được. Tại cô Nhi nhỉ một cây nhiều quá. Ăn nấm nhiều nó bị ngứa, da cô, da khô không có tốt. À, củ cà rốt nhỏ, trái ớt chuông nhỏ, chút xíu hành. Gia vị chỉ bột nêm và nước tương thôi con. Rồi cô tiến hành cắt làm hết con. Cô đang cắt nửa chừng. Mỏng mỏng thôi. Chiên xào cho nhanh. Trong thời gian đó mình bắt cái chảo dầu lên cho nó nóng. Cắt một chút hành tây. Bỏ vào chảo. Đổ 2 muỗng dầu. Cái chén dầu này dầu phi của con. Bây giờ cô để cho nó thơm thơm một chút. Trong thời gian đó cô cắt cần tây, cắt mỏng thôi con, cho nó không có lộn xộn. Rồi con cắt hết nấm. Nấm thì mình cắt dày hơn một chút. Cái cây nấm gì mà nó bự khủng. Thì coi như dùng dao bào, cô bào mỏng để xào chung cho nó nhanh đó mà. Còn mỏng là cắt làm hai cho cái cọng nó nhỏ sợi nó nhỏ nhỏ lại một chút. Hoặc là con bào bằng cái dao bào thường, cái bao sợt sợt sợi cũng được con. Để cô làm vậy thì cái bán kính nó lớn hơn. Rồi xong. Còn trái ớt chuông này nữa là xong. Cắt cần nè, cắt ớt chuông nè, cắt cà rốt nè, cắt đậu hũ nè, cắt nấm nè. Toàn diện là xong rồi. Thời gian nó thế này nó cũng thơm thơm rồi nè con. Bây giờ mình đổ vào thôi. Cần mấy cái này là mình xào chung hết. Tất cả đều xào chung nhanh gọn và lẹ. Bây giờ cô nêm bột nêm, muỗng cà phê đầy bột nêm. Các con xịt nước tương mình nhánh chừng thôi, khoảng chừng hơn 1 muỗng canh nước tương. Mình dùng hai tay cho nó dễ. Một tay mình lấy cái muỗng dài hơn một chút và đôi đũa mình đảo lên. Mình xào cái này cho thấm xong mình đổ ra dĩa. Sau đó mình xào mình xào riêng việc hết đó con. Các con nhìn đây ngon ha. Xài chừng 4 phút này, 3-4 phút này. Sau mình đổ ra cái dĩa, sau đó mình xào mì. Mình xào mì thì cái chút xíu chút chương vào thôi là đủ rồi. Sau mình bỏ ra mình trộn. Các con thích ăn chín thì mình xào chín tới một chút. Còn không là 4 phút là đủ rồi, 5 phút cũng đủ. Xào xong rồi cô đổ ra đĩa. Rồi cô dùng cái chảo này cô xào mì luôn. 300 g mì với số rau này là cho 2 người ăn nữa con. Làm nhiều
bốn người ăn thì các con xào nửa ký mì thôi đủ rồi, nửa ký hay 600 g rau với mì, lượng rau với lượng mì, rau thì nhiều hơn mì cũng được. Thôi đổ lên một muỗng giò cho nó khỏi dính với nhau đó. Cô xịt lên chút xíu nước tương thôi, tại cái này nó cũng mặn rồi. Xíu 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 bột nêm nữa đi, mỗi phần nó đều thấm gia vị, nửa muỗng cà phê bột nêm. Rồi nó thấm lại với nhau rồi nè con, tại vì mì này là mì chín sẵn rồi. Sau đó cô sẽ đổ nồi xào này ngược thẳng vào trong. Cô đảo lên chút xíu nữa cho nó đều lại với nhau. Rồi, cho người đó cho. Cô sẽ cắt hành ngò, cô bỏ lên trên. Bên trên là xong, rắc vô miếng tiêu nữa là xong hết thôi. Chảo đang còn nóng hết thôi. Mình trộn lên cũng được, hoặc mình bỏ trên mặt cho đẹp, cho thơm cũng được. Rêu một chảo mì ngon lành luôn đó. Còn nhìn thấy ngon không? Các loại rau. Các con thấy nè, được hai dĩa mì xào cần tây, rất là tuyệt vời luôn á. Nếu mà mình cảm thấy lạc rồi bỏ chai nước tương kế bên hết con ha. Nấm ngon nè, cà rốt đậu hũ nè, cần tây nè, ớt chuông nè.